Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng, sau 40 năm kể từ ngày giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và sự đồng thuận nỗ lực vượt khó của nhân dân, thành phố Đà Lạt đã có những đổi thay tích cực. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đà Lạt 3 tháng 4 1975, 3 tháng 4 2015, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sự đổi thay ấy qua phóng sự sau. Thấm thoát vậy mà đã 40 năm kể từ ngày thành phố Đà Lạt được giải phóng. 40 năm qua là một chặng đường ghi dấu sự đổi thay diệu kỳ của thành phố Hoa Đà Lạt. Với điều kiện địa hình, khí hậu thổ nhưỡng được thiên nhiên ban tặng, Đà Lạt có nhiều tiềm năng để phát triển ngành sản xuất nông nghiệp. 40 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Lạt đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để đưa sản xuất nông nghiệp trở thành một nền sản xuất hàng hóa mang lại giá trị cao. Nếu như những ngày trước giải phóng, bà con nông dân ở thành phố Đà Lạt chỉ độc canh những loại rau truyền thống với đời sống bấp bênh, thì hôm nay được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ giống, nguồn vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật, bà con đã biết áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng giá trị sản xuất trên 220 triệu đồng một hectare một năm. Sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt qua hai chế độ. Hơn ai hết, nông dân Đặng Bảo Vinh ở vùng Hoa Thái Phiên, phường 12 là người cảm nhận sâu sắc nhất về sự đổi thay này. Trước giải phóng thì bà con ở đây làm với cái rau truyền thống như các loại rau ngoài trời, thì nó ảnh hưởng bởi thời tiết và bệnh sâu bệnh hại, cho nên là dần dần bà con trồng cảm thấy khó khăn và chuyển đổi sang trồng rau hoa trong nhà kính, tạo ra cái sản phẩm tốt hơn và có cho cái hiệu quả kinh tế cao hơn. Cùng với sản xuất nông nghiệp, thành phố Đà Lạt còn có nhiều tiềm năng để phát triển ngành dịch vụ du lịch. Nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, thông qua chủ trương thu hút mời gọi đầu tư, trong những năm qua, thành phố Đà Lạt đã kêu gọi nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký đầu tư hoạt động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, góp phần làm cho ngành du lịch địa phương thêm nhiều khởi sắc. Từ sự đầu tư của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các khu điểm du lịch ở thành phố Đà Lạt đã thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, góp phần thu hút hàng triệu lượt khách du lịch đến với Đà Lạt mỗi năm. Em đến cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi năm em đến thì mọi cái cơ sở hạ tầng nó đều có thay đổi rất là lớn. Em đến đây thì em thấy khung cảnh rất là hữu tình, không khí rất là mát mẻ và cái môi trường thì rất là sạch sẽ. Nói chung là em rất là thích đến đây này. Cùng với việc đầu tư phát triển kinh tế 40 năm qua, từ nguồn vốn của Trung ương và của địa phương, cơ sở hạ tầng ở thành phố Đà Lạt đã được đầu tư khang trang. Với đặc thù của một thành phố, nhà trong rừng, rừng trong thành phố. Trong những năm qua, dù tốc độ xây dựng ở Đà Lạt phát triển khá mạnh mẽ, nhưng vẫn không phá vỡ cảnh quan. Các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình nhà ở được xây dựng vừa hiện đại, lại vừa cổ kính. Tất cả đã khoác cho Đà Lạt một chiếc áo mới rực rỡ sắc màu, xứng tầm là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Lạt thân yêu này. Tính từ ngày giải phóng đến nay là đã đến 40 năm. 40 năm qua với bao nhiêu thay đổi của Đà Lạt. Và tôi nhận thấy Đà Lạt của mình đã được đầu tư rất là nhiều. Từ cơ sở hạ tầng, đời sống văn hóa, xã hội, kinh tế đều được ngày càng nâng cao. Xác định những lợi thế phát triển của địa phương, thời gian qua Đảng bộ thành phố Đà Lạt đã tập trung lãnh đạo chuyển dịch kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành du lịch dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp. Chỉ tính riêng trong năm 2014, tăng trưởng kinh tế của Đà Lạt đã đạt 17,5%. Bên cạnh đó, các lĩnh vực về văn hóa xã hội cũng có những chuyển biến rõ rệt. Đời sống mọi mặt của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,45%. Thành phố Đà Lạt để xác định phải tập trung để phát triển kinh tế tương xứng với quy hoạch chung xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 704 ngày 18 tháng 5 năm 2015. Đối với lĩnh vực kinh tế, chúng tôi thì xác định tập trung phát triển du lịch chất lượng cao, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển công nghiệp xây dựng một cách hợp lý để xây dựng thành phố phát triển bền vững. Đối với lại lĩnh vực nông nghiệp thì thành phố ưu tiên và khẳng định tập trung phát triển
nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất các cái loại sản phẩm mà có thương hiệu của Đà Lạt. Đối với lại lĩnh vực du lịch thì tập trung phát triển theo hướng du lịch chất lượng cao, tạo ra thì các cái sản phẩm tại chỗ, thì chúng tôi cũng tăng cường xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Đà Lạt, thì đồng thời xây dựng thì mở rộng các cái tam giác du lịch để tạo cái sự gắn kết giữa Đà Lạt với các địa phương bạn, với các nước trong khu vực. 40 năm sau ngày giải phóng, thành phố Đà Lạt đã có những đổi thay tích cực. Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, bồi hồi nhớ lại 40 năm về trước, mỗi người con Đà Lạt lại tự nhắc nhủ nhau rằng phải tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, chung tay xây dựng, đưa thành phố Đà Lạt ngày càng phát triển.